Vâng, xin chào bạn. Nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc Ford Ranger XSMT 2017, đây là màu bạc. Biển 29C77247 đấy. Màu bạc. Chạy được 5 vạn. Được nắp thùng cao. Lắp thùng cao. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Vâng, thưa bạn, đây chính là chiếc nội thất của chiếc Ford Ranger XSMT 2017. Xe chạy được 5 vạn chuẩn đấy ạ, công tơ mét chuẩn. Xe rất là mới, hầu như là chủ đi người ta rất là giữ gìn. Chạy 5 vạn rất là mới. Được bọc ghế da toàn bộ của ghế rồi. Có cả áo ghế đầy đủ luôn. Chúng tôi còn để nguyên bản, các bạn xem xe, lái thử và trải nghiệm cái dòng xe này thì có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666 để xem xe và lái thử Ranger XSMT 2017 màu bạc. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.